Đây, xin chào anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ một cái nền tảng hết sức là tuyệt vời Nếu khi anh em đăng ký, anh em sẽ nhận được tổng giá trị lên tới gần 9 triệu đồng Việt Nam là Nằm tầm là 400 đô la nhé Đấy Rồi Vào web ấy, thì anh em sẽ download cái Android APK nhé À, thường thì là cái tệp này nó sẽ có những cái thông báo như vậy nhưng mà chúng ta vẫn tải xuống bình thường rồi cài đặt mở ứng dụng rồi select select language chọn Việt Nam nhé cho nó tạo tài khoản rồi tạo khóa cá nhân rồi sao chép khóa cá nhân sau khi mà anh em sao chép cái khóa cá nhân thì lưu vào một chỗ nào đấy nhé rồi chúng ta sẽ sang bước tiếp theo rồi nhập mật khẩu nhé ít nhất có 6 chữ số Xong nó lập lại mật khẩu nhập mã xác nhận nó hiện ở đây nhé 7126 Xong nó nhập vào xác nhận. Rồi chúng ta nhập cái mã mà chúng ta đã sao lưu trước đó nhé. Đó. Rồi sau khi các bạn đã đăng ký thành công ấy, thì các bạn uh, vẫn chưa nhận được cái đồng bs đâu thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái mục tôi này xong nó nhấp vào cái mời này rồi ở đây thì anh em sẽ điền cái mã mời cái người mà mời mình ý ha đấy như vậy mình sẽ để cái mã mời ở dưới phần mô tả của video nhé đấy. uzh uza nhé mình sẽ để ở dưới đấy rồi anh em vào đấy lấy thì khi mà anh em dán cái má mời Cái người mà mời mình ấy Đúng không ạ Đó Sau đó thì anh em sẽ nhấp vào cái từ là Xác nhận vào cái từ trị nhá Đấy, Dịch trang tiếng Việt thì gọi là trị ha Đấy Rồi anh em nhấp vào Đấy à, Như vậy là thiết lập thành công đúng không và các bạn sẽ nhận được là 20.000 cái đồng BS và trị giá của nó là 400 đô. Đấy. Đúng không ạ? vậy thì mình sẽ để cái mã mời của mình ở dưới phần mô tả của video ấy đúng không ạ và cái link của cái uh, app này uh, vào uh, phần mô tả để anh em vào đấy lấy nhé đấy vậy là chúc mừng anh em uh, chúng ta sẽ có được uh, 20.000 đồng BS và trị giá là 400 đô đúng không ạ uh, và khi mà các bạn lấy cái mã mời các bạn mời người khác ấy, thì người khác tham gia thì các bạn sẽ nhận được cũng đợi nhận được 20.000 đúng không ạ tức là họ tham gia họ nhận được 20.000 và chúng ta cũng mời người chúng ta cũng nhận được 20.000. Đấy ạ. À đây là một cái kèo khá là uh, tiềm năng nhé. Rồi. Thị trường. Đấy như vậy hiện tại cái giá B cái đồng BS là giá uh, họ đang niêm yết ở trên cái app này là 0.02. Rồi buôn bán. Đấy ở đây chúng ta có thể là uh, sẽ giao dịch uh, đồng USDT hoặc là đồng chôn nhé. Đấy. Thì ở đây chúng ta nếu chúng ta giao dịch USDT ấy giao dịch thông minh. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhận được cái tỷ suất lợi nhuận là tới 15% trên một tháng, tức là 0 phần 0,5% trên một ngày. Đấy, chúng ta bắt đầu chẳng hạn ha. Thì chúng ta phải có cái số USDT ở trong này Và chúng ta khi chúng ta giao dịch chúng ta có thể nhận được tất cả các cái à, Có thể thoải mái rút Nạp rút bình thường nhé Rồi ở đây chúng ta có thể giao dịch chôn lại Cũng tương tự như USDT ha Đó từ 100 chôn đến một triệu ha. Ở đây ở trên cái giao diện này thì có các cái ví dụ như ở đây có sách trắng này. Đây chúng ta vào cái white paper này. Đấy sách trắng của họ rất là chi tiết nha. Đấy. Anh em có thể uh, trực tiếp theo dõi. Uh. Và đọc các thông tin ở trên này. Rất là rõ ràng ha. Rồi Twitter này. À, đây là cái kênh uh, Twitter của họ nhé. Thì hiện tại có uh, 10, hơn 18.000 người theo dõi. À. Là mình sẽ để các cái link ở dưới phần mô tả của video nhé, để Telegram ha, đây là cái kênh cái nhóm Telegram nhé của dự án nhé, anh em theo dõi để biết cái chính sách mở khóa nhé, đúng không ạ, chính sách mở khóa cái token BS để anh em có thể uh, mở khóa nó nhé, đấy. Hiện tại thì có trên 64.000 người theo dõi và số người online là trên 3.000. Thì dự án cũng phát triển khá là nhanh. Và video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video có ích thì có thể chia sẻ cho những người biết. Và để ủng hộ kênh của mình ấy, thì đăng ký kênh, nhấp vào chuông và cho video này một like. Tạm biệt anh em.